không muốn làm đồng đội của Messi, Mbappe tuyên bố thẳng về tương lai tại PSG. Tờ Sport Tây Ban Nha cho biết, Mbappe dự định sẽ thông báo đến ban lãnh đạo PSG về ý định ra đi sau khi trở lại hội quân. Mbappe không còn mặn mà ở lại và có thể đưa ra quyết định rời PSG sau World Cup 2022. Cậu ấy từng tiết lộ trước khi cùng tuyển Pháp đến Qatar rằng cảm thấy rất tức giận với PSG và mong muốn sớm ra đi. Cậu ấy tin bản thân có thể phát triển tốt hơn nếu chơi bóng ở một môi trường khác. Phóng viên Luis Miguel San của tờ Sport chia sẻ thêm. Thông tin trên mang đến đôi chút bất ngờ. Mbappe mới chỉ đặt bút ra hạn hợp đồng tới hè 2024 với đội chủ sân Công viên Quốc Hoàng Tử hồi đầu mùa. Đồng thời, anh cũng đang được hưởng mức lương kỷ lục 1 triệu euro mỗi tuần, khoản thu nhập rất khó nhận được ở những câu lạc bộ khác. Dẫu vậy, thời gian qua xuất hiện không ít đồn đoán về việc Mbappe không hài lòng với vị thế hiện tại của mình ở PSG. Những vụ lùm xùm liên quan tới thái độ của tiền đạo sinh năm 1998 với hai đàn anh Messi và Neymar là minh chứng. Thất bại cay đắng của tuyển Pháp trước Argentina trên chấm luân lưu tại chung kết World Cup 2022 như giọt nước tràn ly. Mbappe hiện tại càng thêm quyết tâm dứt áo ra đi. Theo Football Transfers, bến đỗ tiềm năng về Mbappe hiện chỉ có Liverpool và Real Madrid. Tuy nhiên, mức giá hàng trăm triệu euro trở thành rào cản lớn nhất khiến The Kop khó theo đuổi thương vụ bom tấn này. Sân Bernabeu trở thành điểm đến lý tưởng nhất dành cho siêu sao người Pháp.